Yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Vinh. Và cũng khá là lâu rồi mình chưa ra video. Thì vì một số lý do là khách quan, cộng thêm chủ quan. Và một lý do chính nữa là mình lười. Thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu ra video lại. Mình cũng đã lên kế hoạch để viết ra những content mới, để ra những video mới cho các bạn. Thì ngày hôm nay hiện tại mình đang ở một phòng gym old school. Và mình định là bữa nay mình sẽ làm một cái thử thách là nâng một cái trọng lượng tạ nặng nhất có thể của mình ngày từ hồi trước tới giờ luôn. Và mình sẽ thực hiện nó bằng cái bài tập gọi là sumo deadlift. Thì cái video ngày hôm nay mình không chỉ là thực hiện cái thử thách này không. Vì nếu mà nói thực hiện cái thử thách này không thì một số bạn có thể kéo qua cái phần tiếp theo, kéo qua những cái dây tiếp theo để coi ok thì cái thằng này nó có nâng được cái mức này hay không. Nhưng mà cái video này nó không có chỉ vậy thôi, mà trong cái video, trong suốt cái thời gian mà quay phim á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua khi mà mình tập luyện. Đồng thời á, những cái kinh nghiệm này và những cái lỗi sai này nhiều bạn và kể cả mình đã và đang và đã mắc phải rất là nhiều lần rồi, nhưng mà nhiều người ta sẽ không nhận ra được và người ta cứ tiếp tục tái diễn cái tình trạng này tới một cái thời gian khá là dài. Và khi mà nhìn lại một cái thời gian đó thì các bạn sẽ thấy là ồ, mình đã mất khá là nhiều thời gian để biết được cái điều này. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi tới cái khu mà mình cần phải nâng tạ đó rồi mình sẽ nói tiếp cho mọi người nha. It was at this moment that he knew he fucked up. Trời ơi, nhiều bạn hay hỏi là mình nhiều người có thể thắc mắc là mình đang cầm cái gì đây. Thì đây là đồ uống trong lúc tập của mình, thì nó sẽ bao gồm EAA và một tí carb nhanh ở trong đây để mình có thể duy trì được cái lượng glycogen trong suốt cả buổi tập. Nó sẽ cung cấp cho mình năng lượng để mình tập một cách gọi là sung hơn, mình sẽ có nhiều năng lượng hơn trong lúc tập. Thì mình sẽ giải thích sâu về cái vấn đề uống intra workout này trong một cái video khác, không phải là ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình phải lấy cái bar và set up đồ đầy đủ rồi mới bắt đầu vô lift được. Ok, thì mấy bạn vẫn hay, nhiều người đương nhiên là cái việc đầu tiên mà khi mà các bạn bước vào cái buổi tập ấy, nó chắc chắn là cái việc khởi động. Và nhiều người vẫn rất là nhiều người phải sao ta rất là nhiều bạn hay chủ quan về cái việc khởi động này. Người ta không có coi nó là một cái hoạt động chính trong một buổi tập, người ta chỉ coi nó là một cái hoạt động phụ thôi. Thì khi mà vô buổi tập á, người ta chỉ xoay cổ tay cổ chân, xoay cái khớp, rồi có khi giãn cơ đồ cái kiểu giống vậy. Nhưng mà mình muốn nói cho các bạn một điều là khi mà trước khi tập á, các bạn mà giảm cơ ở những cái nhóm cơ mà các bạn tập ngày hôm đó thì sức của các bạn sẽ giảm đi một phần. Thì cái này nó có những cái nghiên cứu và research về cái này rồi, mình sẽ không nói về vấn đề này sâu xa nữa. Nhưng mà mình muốn nói cho các bạn là cái việc khởi động nó không chỉ là xoay cổ tay cổ chân, làm nóng cơ bắp đồ. Nhưng mà khi mà các bạn khởi động càng kỹ thì cái việc mà dẫn đến ít chấn thương của các bạn trong cái buổi tập nó càng nhiều. Đồng thời á, khi mà các bạn vừa vào, giống như là ngày hôm nay mình định lift một cái mức tạ nặng nhất của mình đúng không, là chắc tầm 4 dĩa hoặc là 4 dĩa rưỡi gì đó, mình nghĩ vậy. Mình chưa thử, nhưng mà bữa nay mình sẽ thử. Thì mình không có thể nào mà gắn một cái mức tạ nhiều đó, một mức tạ lớn đó như vậy một cái một được. Lý do là não của mình nó chưa có tiếp nhận được, và khi mà mình
mình đồng thời mình thực hiện một cái set đó một cách đột ngột ấy, thì não của mình nó chưa tiếp nhận được và nó sẽ xảy ra rất là nhiều rủi ro. Ok, thì về cái video mà khởi động á, mình sẽ làm một video riêng về cái việc khởi động. Bây giờ mình khuyên các bạn, ít nhất nếu mà các bạn không biết khởi động sao cho đúng trước khi tập, ra ngoài máy đi bộ nhẹ tầm 5 đến 10 phút trước, đó là một cái ít một cái khởi động gọi là xương xương cho các bạn trước buổi tập. Nó cũng góp một phần nào đó đỡ chấn thương cho các bạn hơn rất là nhiều khi mà các bạn chỉ có xoay cổ tay cổ chân là khởi động một cách sơ sài rồi xong bước vào buổi tập. Vì khi mà các bạn xoay cổ tay cổ chân vậy á, thì những cái nhóm cơ như là cơ đùi trước hoặc là cơ đùi sau hoặc là phần core của các bạn nó chưa có được kích hoạt. Khi mà các bạn khởi động á, là các bạn phải làm cho những cái phần đó các bạn kích hoạt hết. Ví dụ như là bài sumo deadlift này, nó sẽ không bao gồm là các bạn tưởng nhiều người vẫn thường lầm á, là sumo deadlift ok là nó chỉ là nhấc lên bằng lưng dưới thôi. Nhưng mà những cái bài này là những cái bài compound, là nó sẽ bao gồm hết những nhóm cơ như là đùi, mông, lưng dưới, lưng và cái lực tay mình kéo lên nữa. Thì các bạn phải việc các bạn làm trước khi tập những cái bài này là phải khởi động hết toàn thân. Và nó sẽ có những cái bài tập cho những cái bài khởi động đó mà mình sẽ không nói ở video ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô một cái set này. Nó là một set khởi động. Và tí nữa mình sẽ nói cho các bạn là các bạn nên có mấy set khởi động và thường là nó sẽ kéo trong vòng bao nhiêu reps nha. Let's go. Bắt đầu mình vào mình tập á, thì mình sẽ có tầm 2 đến 3 set khởi động. Thì trong 2 đến 3 set khởi động này, mình thường đi với cái mức tạ là 60% hoặc là 50% thôi. Và số reps, ví dụ như là cái mục tiêu của bạn đề ra cho cái ngày cho cái buổi hôm đó là các bạn tập 3 set chính với cái số reps là 8 reps. Thì những cái set khởi động của mình á, mình sẽ đi tầm 6 reps với mức tạ là 60%, hoặc là đi cao hơn chút nữa, nhưng mà với điều kiện là các bạn không được gọi là quá stress so với những cái set này, là các bạn khi mà các bạn khởi động á, các bạn không có bị quá căng thẳng và không có bị quá gọi là nặng nề, đừng có đem những cái mức tạ nặng vô và khởi động nha. Đi vừa sức thôi để cho cơ mình nó làm quen với cái mức tạ thôi. Mình khuyên là các bạn nên lấy điện thoại và lưu lại cái thời gian của những cái set mà các bạn tập. Sau đó là đối với những set khởi động á, thì các bạn chỉ cần nghỉ từ 60 đến 90 giây cho những cái set khởi động là ok rồi. Và đối với những set chính thì các bạn nên nhân thời gian tập của những cái set chính đó cho 5 đến 7, nó sẽ ra được thời gian nghỉ. Mình ví dụ như là các bạn tập trong vòng 30 hoặc là 45 giây thì các bạn có thể nghỉ từ 3 phút rưỡi cho đến 4 phút rưỡi hoặc là 5 phút. Các bạn phải để cho cái nhịp tim của các bạn hồi phục trước khi các bạn vào những cái set mới là ok rồi. Ngày hôm nay khi mà mình quyết định là mình sẽ quay cái video này và thực hiện cái thử thách là đi hết ga với cái bài sumo deadlift này, đi cái mức mà mạnh nặng nhất từ trước tới giờ mình có thể đi, là nó cũng là một cái kế hoạch của mình. Nhưng mà nó không có được tính trước lâu lắm, mình không có dự định nó trong vòng từ tháng này qua tháng nọ, nhưng mà đúng ra thì các bạn phải làm như vậy. Thì để mà mình bắt đầu mình quyết định có cái ngày hôm nay á, thì mình đã chuẩn bị nó từ cách đây 6 tháng trước rồi. Mình đã bắt đầu mình tìm hiểu về strength, về mobility, về cách làm sao mà các bạn tập sức mạnh. Nhưng mà thật ra mình cũng chưa có chuyên về cái lĩnh vực tập strength này, nhưng mà mình cũng hiểu một phần về cơ thể, mấy cái cấu trúc mà chuyển động của cơ thể, đồng thời là cái cách ngủ nghỉ, ăn uống và đặc biệt là cái form tập, cái kỹ thuật tập luyện. Mình làm cái video này không là để mình không muốn để thúc đẩy các bạn là ok, tụi bay coi cái video này tụi bay có động lực đúng không?
thì ngày hôm sau tụi bay vô phòng tạ, tụi bay có thể vô max sound thử giống như thằng Vinh, coi coi là nó coi là tụi bay mặt mạnh tới cỡ nào hoặc là khỏe tới cỡ nào. Và kỹ thuật của mình ngày xưa nó rất là suck và nó rất là tệ, nhưng mà mình vẫn đi như vậy. Và cái kết quả mà nó mang lại cho mình á là cơ thể mình á càng ngày nó càng stress đi, nhưng mà mình không nhận ra được cái điều đó. Càng ngày nó càng bắt đầu nó căng thẳng quá mức, và nó bắt đầu nó có những cái biểu hiện đi xuống, và mình vẫn không nhận ra được là mình tập luyện nó sai tới cỡ nào. Tại vì khi mà các bạn ego lifting, các bạn để một cái tôi ở trong phòng tập của các bạn á, thì cái tôi đó nếu mà các bạn không kịp nhận ra nó thì nó sẽ hình thành từ ngày này qua tháng nọ, và bắt đầu nó sẽ làm cho bạn trở thành một con người gọi là khi mà vào phòng tập á, các bạn chỉ cắm đầu vô, các bạn tập nặng nhất có thể thôi, mà các bạn không quan tâm đến cái kỹ thuật tập luyện của các bạn ra sao cả. Thì đây là một cái trường hợp mà ảnh hưởng tới rất là nhiều bạn mới bước vào tập luyện, giống như là mình ngày xưa khi mà mình gặp những cái anh mà lớn vô trọng, bắt đầu mình đu đú theo, gọi là đú vào tập những cái mức gọi là nặng vậy á. Ok, thì mình về nè, bữa đó tập đúng không, khi mà mình lift được cái mức đó rồi đó thì ngày hôm sau mình sẽ tiếp tục mình tập cái mức đó nữa, và cái kết quả là cái mức đó sẽ là cái mức nặng nhất hồi đó của mình. Có thể mình sẽ lên được một nhín nữa, nhưng mà nó sẽ không bao giờ lên như là các bạn mong muốn, là nó sẽ không bao giờ lên hoài được. Kết quả là khi mà các bạn tập như vậy á, cái rủi ro chấn thương nó sẽ rất là cao, và về lâu về dài á, nó sẽ hình thành cho các bạn một thói quen rất là xấu trong phòng tạ. Nên chính vì vậy á, mình khuyên là những cái bài compound như là sumo deadlift này và bench press hoặc là squat, những cái bài compound mà cần rất là nhiều kỹ thuật á, thì không có lý do gì mà các bạn đi one rep max cho mình hết. Và mình cũng không khuyên các bạn nên tập những cái bài này nếu mà kỹ thuật các bạn chưa chắc. Các bạn phải tập luyện cái kỹ thuật của những bài này, đồng thời các bạn phải tập thêm những cái bài bổ trợ, để nó sẽ khiến cho những cái chuyển động của các bạn gọi là mobility, nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng để đạt được cái kỹ thuật mà các bạn mong muốn. Các bạn nghĩ là vừa vô là có thể chỉ cần chỉnh một chút xíu là có thể đạt được cái form mà mình mong muốn? Không có đâu, các bạn phải tập rất là nhiều để các bạn đi lên. Nó là cả một cái quá trình dài, chứ không phải là các bạn tập xong các bạn vô các bạn coi ô ông này làm sao mà cái mông ông để được vậy, mà tại sao tao bước vô tao không đẩy được như vậy, thì đó là cái mobility của người ta rất là tốt và người ta phải tập luyện nó rất là lâu rồi. Mà các bạn tập trong một cái thời gian dài á, giống như là các bạn tập từ năm này qua năm nọ rồi, các bạn là những người có kinh nghiệm rồi, thì các bạn sẽ nhận ra là cái việc ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ và tập luyện đúng kỹ thuật nó sẽ đưa các bạn lên rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ dừng ở một cái mức nào đó. Và khi mà các bạn muốn lên nữa thì cái đó là lúc mà các bạn phải lên kế hoạch chi tiết cho mình, phải soạn ra plan như thế nào là RPE, rồi mình sẽ tập như cường độ như thế nào và rep set như thế nào. Các bạn phải tính ra chi tiết từng cái, chứ không chỉ là ok bữa nay ta sẽ vô, bữa nay ta sẽ tập, bữa nay là ngày ngược của tao đúng không, thì ta sẽ vô ta sẽ đi bench press 3 set và mức tạ là until failure, và tiếp theo đó là kiếm một cái máy isolate nào đó tập, và cứ tiếp tục như vậy. Thì các bạn sẽ không kiểm soát được cái sức mạnh của mình, và đồng thời á, cái cách đó nó sẽ không tối ưu nhất đâu. Cơ thể của các bạn á, nó cần có một cái plan. Theo mình á, là mỗi người nên có một cái plan riêng cho mình, cho bản thân của họ, và họ phải đi theo một cái plan đó.
trong một cái thời gian nhất định. Sau đó mình sẽ thay đổi cái plan đó so với cơ thể, không tập một cách gọi là một cách mù quáng nữa, mà phải có một cái giáo án nhất định. Và đồng thời á, khi mà tập xong, các bạn nên nhớ còn có một cái nữa, đó là cái bước cool down. Đây là một cái bước để cho cơ của các bạn có thể giãn ra, là lúc mà các bạn cần tới stretching, là giãn cơ. Và cái bước giãn cơ này nó có rất là nhiều công dụng, giúp cho các bạn, giúp cho cơ bắp của các bạn có thể recovery hơn. Và nó sẽ gọi là giảm đi cái sự áp lực từ những cái set tập chính mà các bạn vừa mới tập. Nó sẽ tốt cho để cho các bạn ngày hôm sau cơ của các bạn nó sẽ, nếu mà các bạn thử cool down mà đúng cách á, thì ngày hôm sau các bạn sẽ biết liền à. Và nó sẽ có ba cái chính là warm up, man set và cool down. Hãy nhớ ba cái này nha. Shoot, 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 sh